có thời gian của hồi xưa mình cũng làm ở Đà Nẵng á, nên có duyên gặp bạn. Rồi vào đây thì bạn cũng có một cái công tác, vào đây mà làm một số công việc. Đấy thì bạn xin mình xin giới thiệu bạn là gì cho mọi người biết không? Oh.
mình nghĩ là cuối năm hay là đầu năm sau mình sẽ đi, thì sẽ có những cái gọi là những cái clip mới nó hay hơn về cái gì cảnh quê hương, mặt nước là những cái tình thân mà đã